Ông Vương Tấn Việt, pháp danh Thích Chân Quang, có thể phải đối mặt với án phạt hình sự nếu bị xác định là sử dụng bằng cấp giả, luật sư Đặng Đình Mạnh nhận định. Đối diện án hình sự, ngày 13 tháng 8 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách dự thi trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 năm 1989 của Sở. Ông Việt cũng không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989 của Sở. Điều đó nghĩa là ông Việt đã sử dụng bằng tốt nghiệp trung học giả. Nếu đúng như vậy, theo nhận xét của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng thì ông Việt sẽ bị tước bằng đại học và cả bằng tiến sĩ. Tối ngày 13 tháng 8, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho truyền thông nhà nước biết nghi vấn về giá trị tấm bằng trung học phổ thông của ông Vương Tấn Việt là có căn cứ. Một số luật sư cho rằng ông Vương Tấn Việt có nguy cơ phải chịu trách nhiệm hình sự. Nếu kết luận điều tra, xác minh cho thấy ông này sử dụng bằng giả trong những năm qua. Luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết trước đây, luật pháp Việt Nam quy định xử lý đối với trường hợp người sử dụng bằng cấp giả theo hai phương cách, xử lý phạt vi phạm hành chính từ 30 triệu đến 40 triệu đồng, hoặc sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm. Tuy nhiên, theo luật sư Mạnh, hiện nay luật pháp Việt Nam đã có sự thay đổi. Theo đó, phương cách xử lý phạt vi phạm hành chính không còn nữa mà tất cả đều bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo Điều 341 Bộ Luật Hình sự 2015. Tùy theo mức độ vi phạm mà người sử dụng văn bằng giả có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù mức cao nhất lên đến 7 năm. Ngoài ra, theo quy chế tuyển sinh và đào tạo đối với trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ đều quy định trong trường hợp học viên có hành vi gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp văn bằng, chứng chỉ, sử dụng bằng giả trong hồ sơ đăng ký, thì các văn bằng nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ theo quy định. Luật sư Mạnh kết luận, thế nên, tôi nghĩ việc ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang, sử dụng văn bằng tốt nghiệp cấp 3 giả để học đại học rồi học nghiên cứu sinh và được cấp học vị tiến sĩ sẽ buộc phải chịu xử lý như nêu trên nếu các cơ quan chính quyền xử lý khách quan, tôn trọng pháp luật. Việc cấp và sử dụng bằng giả để thăng tiến không phải là chuyện mới có tại Việt Nam. Vụ án lớn liên quan tới các cán bộ sử dụng bằng giả được truyền thông phanh phui như trường hợp ông Đàm Quang Vinh, cựu tỉnh ủy viên Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, bí thư đảng ủy, chánh thanh tra tỉnh Lào Cai. Ông Vinh bị xác định sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học không hợp pháp để được tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch và được bổ nhiệm, bầu vào chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức đảng và cơ quan nhà nước hồi năm 2021. Hoặc như trường hợp cựu Thượng tá Thái Đình Hoài, trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu bị phát hiện sử dụng bằng trung học phổ thông giả để vào ngành công an trong năm 2019. Cũng trong năm này, vụ bà Trần Thị Ngọc Ái Sa, trưởng phòng hành chính quản trị thuộc văn phòng tỉnh ủy Đắk Lắk, người đã sử dụng văn bằng giả, tên giả trong suốt 20 năm mà không bị phát hiện, khiến dư luận bàn luận xôn xao. Hay như vụ cấp bằng giả ở Đại học Đông Đô, đây là một vụ án chấn động ngành giáo dục xảy ra hồi năm 2021. Trong vụ này có hàng chục người bị phát hiện sử dụng các bằng giả cho mục đích làm nghiên cứu sinh, học thạc sĩ, kê khai hồ sơ công chức, viên chức, thi tuyển công chức, thăng hạng viên chức. Luật sư Mạnh nhận định, không phải ngẫu nhiên ông Thích Chân Quang trở thành người được chọn để truyền thông, báo chí trong nước phanh phui mọi sai phạm của ông. Theo vị luật sư này, ngoài ông Thích Chân Quang, còn một người nữa là ông Thích Nhật Từ. Ông Từ cũng có bằng thạc sĩ, tiến sĩ Phật học ở Ấn Độ, nhưng chỉ có ông Quang bị đào xới lại các bằng cấp. Lý do là vì ông Quang thu hút được lực lượng tăng chúng đông đảo. Có hệ thống, có bạn bè và còn được mở rộng ra nước ngoài. Trên trang web chính thức của Thiền Tôn Phật Quang, nơi ông Thích Chân Quang làm trụ trì, các đoàn tăng chúng của ngôi chùa này đã có mặt ở hơn 20 tỉnh thành, thậm chí còn mở rộng sang các nước như Singapore, Hàn Quốc. Ngoài ra, một trong các điều lệ quan trọng của Thiền Tôn Phật Quang là buộc Phật tử phải phát nguyện lời thề độc tuyệt đối trung thành với sư phụ của mình. Trang web chính thức của ngôi chùa ghi rõ khi phẩm chất trung thành tuyệt đối hiện ra rồi thì có hai tư tưởng, quan điểm nổi lên. Một là đời này là của Phật Pháp, của sư phụ. Hai là bất cứ cái gì của mình, từ vật chất đến tinh thần hay công lao đều là của Phật Pháp và của sư phụ.